Yeah. Rồi nhớ còn đáp bài nữa không? Không. Tuyệt đối phải không? Chào chị nha, bây giờ mình vô nhà đi. Rồi kêu đứa nhỏ vô nhà, đừng xá thôi. Vô nhà. Nhà chú Hoàng Xanh hỏi thăm xíu. Vô nhà. Đây. Ôi lụm ghét bỏ cho kỹ càng anh. Rồi gia đình này là gia đình chú Tư hay giúp đỡ đó phải không? Dạ. Rồi bây giờ vô nhà. Ôi không biết sao Hoàng Xanh thấy thích mấy đứa bé gái cưng quá. Rồi vô nhà. Bé này ok rồi. Rồi đi về. Đây chú Hoàng Xanh dắt tay nè. Vậy là hai đứa nhỏ chưa về hả? À, mấy đứa nhỏ đó kêu nó đi làm tuổi còn chưa vậy thì hết là đừng có nhậu nhẹt nha. Dạ không đâu. Tôi còn không nhậu nữa mà chị. Tôi đâu nhậu đâu. Hai đứa bé gái này dễ thương thiệt chứ, nhưng mà nhà không có điện tới thui rồi, người ngủ sao chịu nổi, trời nóng lắm luôn á. Không có điện nóng quá. Rồi hai bé này nè cô chú anh chị, đây chú Hoàng Xanh ôm miếng ơi, thấy cưng quá. Rồi vậy sao, các con có bánh ăn vui không? Dạ vui, nói đàng hoàng ơi, dạ vui không? Bé này học lớp mầm hay lớp chòi, lớp lá? Lớp mầm à. Rồi cưng quá. Vậy là cái bữa trước là bé mà thứ hai mà là cái chân xong cái chân đúng không? Dạ. Và đây hỏi thăm xíu là sao, là có nghĩa là sao mà có vợ sớm như anh, nói chuyện với bà con coi. Có vợ lâu chưa? Nó cũng mấy tháng nay à. Mấy tháng hả? Dạ, tại nó đi làm đi dắt lúa nó dẫn. Hả? Dạ nó dẫn theo luôn à. Dẫn theo luôn hả? Không có cưới hả? Không cưới chưa. Mình không có khuyên con sao từ từ được không? Em cũng có khuyên nhưng mà thấy là kêu cũng nó cũng lại à. Đừng có phá con. Gái lấy có vợ chính thức chứ, hay là chỉ quen bồ sống thử thôi? Không, chính thức á. Chính thức luôn hả? Rồi gia đình có gặp mặt nhau chưa? Em đi hết lần rồi. Rồi gia đình bên kia chịu không? Chịu. Ủa, người ta thấy gia đình mình nghèo người ta có chê không? Cũng không chê đâu, bên đó cũng nghèo như tôi vậy đó. Vậy giống nhau hen. Dạ. Nhưng mà người ta nhờ người ta có đất đai hơn mình. Nhưng mà thương nhau phải không? Dạ. Rồi em bé kia tới nhà bữa trước em có thấy sơ qua là bé đó đúng dâu không? Dạ đúng rồi. Rồi em bé đó về nhà thấy nhà anh chị nghèo rồi có chê gì không? Thấy không. Em như nhóc vậy á? Không. Không chê đâu. Rồi cái gì vậy? Quậy quá. Rồi anh chị. Để giờ. Nếu mà giả sử như là bé có vợ gì rồi sao, rồi bé đâu có phụ cho anh chị được rồi sao? Là có phụ không? Có mà sao chị? Con à. Chị có vợ sớm gì rồi có phụ gì tiền bạc cho anh chị không? Nó làm một tuần thì cho 700-800. Cho 700-800 là ok. Dạ. Quá rồi. Rồi không có lo cho vợ hả? Cũng có. Cô vợ làm đâu? Vợ chợ ba mẹ. Đi hồi trưa chơi không, ý là vợ con dâu của này. Chị á là có nghĩa là làm gì, làm công việc gì? Lọc tép, lọc tôm. Lọc tôm hả? Nhiêu dạ. Tuổi rồi con dâu, nhiêu tuổi? 19 tuổi như nhau. Đủ dạ. Tuổi gì thanh niên rồi, đó là có quyền quyết định của hạnh phúc của mấy đứa chứ mình không có quyền can thiệp. Rồi ba mẹ đúng tuổi. Gọi đèn về vậy mà mẹ nó không biết cũng chợ. Đi tới về dựng châu dựng vậy nó. Đi Vĩnh Châu. Nhưng mà có nghĩa là bây giờ là Vĩnh Châu. Quê Vĩnh Châu lần hả? Dạ. Tụi coi người sao mà lấy nhau rồi không qua bên kia để làm tìm công việc làm ở Vĩnh Châu cho gần, hay là ở đây do là gần ba mẹ? Nó hiền quá không. Nó kêu đó, nếu mà có vợ thì ở bên nào thì nó ở bên đây. Ở bên đây hả? Dạ. Người vợ có gì để ở không? Có. Có mà hồi trưa nó chờ ba mẹ nó chạy xe lại. Vậy là con dâu ở đây luôn. Dạ. Vậy là gia đình mình bao nhiêu thành viên ta? Có 10 con là 10 phải không? Dạ. Vợ chồng nó là 2, đó là 12. 13. Con dâu nó 13. Nhà này là 13 thành viên của chú anh chị. Rồi con dâu ngủ đâu? Con dâu. Hai vợ chồng nó ngủ trong đó. Trong buồng hả? Ngủ ngoài. Ôi ôi nhà quá chật, người không, ví dụ ở đây không có điện đài. Dạ. Nhà chật hẹp, chuyện dâu có nói gì không? Không đâu. Thương chấp nhận luôn hả? Thương. 19 tuổi rồi cũng đủ nhận thức rồi chứ không phải 16, 17 đâu. Vậy là vậy, chị xác nhận có con dâu có đỡ hơn lúc chưa có không? Dạ. Mấy tháng tiếp chăm em hả? Dạ. Mấy tháng rồi hả? Mấy tháng mày. Ôi ôi nhà nghèo vậy mà con dâu cũng thương quá, con bé nó cũng thương thật lòng á. Cũng thương nó lại theo chứ. Rồi tới bé thứ sao, bé sao 17 bé 17 đó, khuyên đừng có vợ sớm nha. Yeah. Gán làm để lo cho em nữa, có vợ sớm 11 rồi thế hệ con sau này đẻ gửi 11 đẻ con nữa khổ nữa. Yeah. Còn gà cháu nữa đó.
Chị có mấy đứa bé gái rất là dễ thương luôn á. Đúng rồi. Dễ thương luôn. Rồi gửi qua đây chú hỏi thăm cái nè. Qua đây coi, rồi mười mốt có muốn có vợ sớm không? Chưa. Chưa hả? Mười mốt đừng có vợ sớm quá nha, khổ lắm á. Để coi coi có lớp mù chữ nào mình có thể liên hệ. Nếu mà có lớp liên hệ mù chữ gì đó, con gắng đi học ha. Hoặc là có ai dạy cho mình dạy online á, dạy cũng được. Chứ giờ tụi con không có cái gì hết trơn á, không có cái gì học hành, không biết chữ tội nghiệp quá. Nha con nha, rồi cố gắng lên. Rồi có chuẩn bị cơm nước hay phụ cho mẹ ba mẹ này không? Nấu cơm hả chị? Giờ cũng sao? Sướng rồi, con cũng nhờ được rồi. Nhưng mà đừng có nhàn rỗi đi đánh bài nha. Thì anh chị cũng nói chung là cũng không có buồn mẹ chồng rồi, thì cũng kệ đi, người lớn mà. Dạ, có bệnh tật thì qua chăm cô giới, tại mấy anh chị kia người ta bận đi làm xe rồi. Bây giờ anh chị đã có con đông nè. Rồi bây giờ chị có dặn con chị là rút kinh nghiệm gì để cho con dâu mình không có phải là có em bé sớm gì không? Có dặn có kinh nghiệm gì không? Chứ mình đôi mốt là có con sớm mới khổ đó. Có dặn không chị? Tại tôi chưa nói hai vợ chồng á. Người Việt hả? Vợ người Kinh hả? Rồi có định nói sao? Nếu mà định nói chị thì nói sao? Anh nói sao? Dạ. Anh nói sao với con trai anh? Đính nói cho đừng cho nó có con sớm á. Vài năm nữa hay có. Để có gì lâu, hả? Lâu có. Nhưng mà có chỉ bí quyết gì không? Có chỉ bí quyết cho con dâu không? Nói với anh trai mình á là để mình không có bị có con đông nữa, có rút kinh nghiệm được không? Có tính chia sẻ không? Hỏi thiệt á, con tính nói không? Có. Tính nói sao anh? Cũng nói mai mốt đừng đẻ như ba nữa. Mai mốt đừng có đẻ như ba nữa hả? Dặn trai với dâu hen. Dạ. Đẻ như ba, đẻ như ba là khổ phải không? Dạ đúng. Đẻ nhiều bây giờ không lo được, tội nghiệp lắm á. Rồi vậy thì chúc mừng cho anh chị có dâu, nhưng mà có nghĩa mình con dâu qua tới đây ở với mình mà không chê ba gia đình mình là tốt rồi. Dạ. Thì bây giờ mình gán đi lo cho con mình đi. Dâu con ruột thì cũng thương với nhau. Thấy anh cũng hiền quá trời. Còn nhậu dữ không anh? Nhậu dữ không? Đâu nhậu đâu. Nhậu khi ổng kêu quá 10 lần nó chưa đi 1 lần. Thì bây giờ thì thế này, bây giờ thì em rồi. Bây giờ thì con anh cũng chưa về đâu mà giờ cũng trời tối rồi. Bây giờ em về bữa nào ra gặp hai bé. Gặp, hy vọng được gặp được dâu anh lại lần nữa, tại bữa trước nhìn sơ qua em tưởng nó là bạn bè trong xóm qua chơi, em không có quan tâm. Tại đó em cũng không ấy sợ. Giới thiệu hả? Sao sợ gì không dám giới thiệu dâu? Sợ mắc cả. Cất đừng cho nó đập gì. Đập trời ơi. Quậy quá, nít nó vậy đó cô chú anh chị, nít nó phá như là anh trai đó. Đập ra nhưng mà ăn. Thì thôi bây giờ mình mới mốt có dịp gặp dâu anh hen. Dạ dạ. Dâu anh giới thiệu cho bà con biết rồi, thì mới có 36 tuổi mà có dâu rồi hen. Dạ. Nhưng mà đừng có cháu nội sớm quá nha. Dạ. Rồi bây giờ anh chị sắp xếp khô đem đi gửi đi. Dạ. Đây. Lấy khô gửi đi, lấy cái gì lấy cho nó ăn đi. Cô anh chị rất là tối thui luôn, không có điện đường gì hết. Cái nó có. Sao? Chinh hả? Chinh là làm biến hả? Sao làm biến được? Sao mệt con làm gì con mệt? Đi lấy đèn lên, không có được như vậy, cứ ngoan lên đi con. Đó cô chú anh chị. Xanh nói nó rất là nghe luôn á. Rồi, bữa nay con vui không nè bé? Baby, em bé. Bà Pu bé vui không? Vui. Vui không? Vui không? Vui không? Không nói chuyện. Dạ vui đó con. Chắc là bé nó còn nhát đó cô chú anh chị. Có thấy đồ ăn lục quá trời luôn. Thì thôi bây giờ thì anh chị sắp xếp đi gửi khô đi ha. Rồi em tranh thủ em về. Dạ. Bây giờ thì thế này đi. Kính thưa tất cả các chú anh chị, các chú mình đang xem cái Hoàng Xanh, thì Xanh đã tìm hiểu câu chuyện của gia đình của anh chị rồi. Cô chú anh chị nào có góp ý gì thì góp ý cho Hoàng Xanh, và Xanh sẽ làm theo những gì mà tất cả các chú anh chị thành viên gửi góp ý và quyết định. Còn tìm hiểu thì Xanh đã tìm hiểu rồi đó. Nhưng mà nếu mà có thông tin gì thì Hoàng Xanh sẽ cập nhật thêm gia đình anh chị, anh Quang, chị Xuyến U40 và U36. Bây giờ thì Xanh xin phép chào tạm biệt nha. Bây giờ chị em chào tạm biệt chị hen. Rồi nhớ còn đánh bài nữa không? Không. Tuyệt đối phải không? Dạ. Rồi cố gắng lên luôn nuôi con anh chị con đông á, thì cố gắng lên. Rồi chào các con nha. Dạ chào. Rồi chào các con nha, chào nha, chào chú nha. Chào chú. Cho đồ một đống liền quá. Rồi bây giờ thì Xanh sao sao chị nói sao? Cùng nói nữa. Thấy cho đồ nhiều là sẽ nói nữa. Nói nữa, cho đồ nhiều lên mạng, cho đồ nhiều cùng nói nữa. Kệ ta đi. Kệ đi, mình nhịn đi, không sao đâu. Nhịn đi, ở hiền gặp lành. Rồi chú chào con nha. Trời ơi, không thương chú hết trơn ta. Ăn không cho chú ăn miếng đi. Cho chú ăn miếng đi nha. Chú ăn miếng đi. Rồi không cho luôn rồi, không thương luôn rồi, nghỉ chơi, nghỉ qua luôn. Thấy cưng quá cô chú anh chị ạ.
Rồi, bây giờ thì Xanh xin được phép chào tạm biệt tất cả các chú chị. Hẹn gặp lại tất cả các chú chị video tiếp theo của Xanh. Xin được phép chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Dạ.